Hello mọi người, đây là routine buổi sáng của mình nha. Mình mới sắm được cái cốc tạo bọt này ở trên Shopee này. Bạn nào mà đang dùng sữa rửa mặt Farm ấy thì mình nghĩ là nên mua. Tạo được siêu nhiều bọt luôn. Tác dụng của cái việc mà có nhiều bọt ý thì không phải là đẹp không đâu. Nó sẽ giúp cho mình rửa mặt sạch hơn và thậm chí là còn không bị khô da nữa. Bước tiếp theo thì mình sẽ dùng đến toner gạo của nhà Amform. Công dụng chính là làm trắng và cũng cung cấp độ ẩm cho mình. Đợt vừa rồi xem trên TikTok nhiều người khen quá nên là lần này mình dùng thử. Đến là serum C của nhà Neogen, 12% C lận. Serum lỏng trong suốt, cái khó bị oxy hóa ngả vàng lắm vì là dẫn xuất SAP mà. Nis của em ý trên da mình cũng ưng nữa vì nó căng bóng mà không bị nặng mặt. Trong lúc chờ serum thẩm thấu thì mình sẽ bôi kem mắt ban ngày của nhà Matiderm. Này thì như một dạng che khuyết điểm vậy. Đấy, mình sẽ dùng đến Vichy 89. Cũng hơn 30 tuổi rồi ý, nên là cấp ẩm quan trọng lắm. Tại nào mà da dầu hoặc là vẫn còn trẻ ý, thì có thể bỏ qua bước này. Chống nắng Centella dùng sắp hết rồi này, bóp mãi mới ra. Hay chọn cách xoa đều lên từng vùng của da mặt thì sẽ đỡ bị vón hơn, hoặc mọi người có thể dùng phương pháp vỗ nhẹ lên mặt thì sẽ tốt hơn nữa. Cùng là đừng quên dưỡng môi nha.